Đêm ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn, Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân dự SEA Games 32 với mục tiêu nằm trong top 3 đoàn mạnh nhất. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng nối tiếp với các sự kiện từ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022 và liên tục với công tác chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32 cũng như là chuẩn bị lực lượng cho ASEAN và vòng loại Olympic. Sự liên thông này, các vận động viên đã được tập luyện và rèn luyện. Và cho đến thời điểm bây giờ thì tất cả các vận động viên đã sẵn sàng lên đường để thi đấu và mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Đối với đoàn thể thao Việt Nam thì mục tiêu lớn nhất của chúng ta thì tại SEA Games 32 này là đạt từ 89 đến 120 huy chương vàng và nằm ở trong top đầu, tức là một trong ba đoàn thể thao. Còn chúng ta vẫn tập trung khá lớn vào các môn thể thao Olympic. Tuy nhiên, cái vấn đề về tỷ lệ đến bây giờ cũng rất là khó tính bởi vì một số các môn võ Olympic, ví dụ như Tendo, Judo, thì các bạn đăng ký được 100% các nội dung thi đấu. Thế còn chúng ta chỉ đăng ký được 70% nội dung thi đấu. Thì cái việc tính toán về tỷ lệ thì cũng rất là khó khăn. Thế tuy nhiên, thì đối với các môn thể thao Olympic thì chúng ta vẫn luôn luôn phấn đấu là phải đạt trên 70%. Việc hai kỳ đại hội liên tiếp thì thật sự đây là một việc rất là tốt cho công tác về chuẩn bị lực lượng. Các vận động viên cũng đã hiểu rất là rõ về đối thủ của mình và các vận động viên có thời gian để rèn luyện và thi đấu cọ sát. Chính vì vậy là cái trình độ cũng như là kinh nghiệm của vận động viên cũng được tích lũy để giúp cho SEA Games 32 này các vận động viên có thể đạt được thành tích tốt. Thế tuy nhiên thì đây nó cũng là hai mặt một vấn đề. Chúng ta chuẩn bị tốt thì bạn cũng đã có một cái SEA Games 31 thành công và các bạn cũng đã có thời gian để tập luyện và rèn luyện để nâng cao trình độ. Và hơn nữa nó có một vấn đề ngoài cái thuận lợi, nó có một vấn đề rất là khó khăn là tại SEA Games 31 rất là nhiều môn thế mạnh của chúng ta bạn đã không đưa vào. Thì chính vì vậy đấy là những cái thuận lợi và cái khó khăn của đoàn thể thao Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, bao gồm 189 huấn luyện viên và 702 vận động viên, cùng nhiều chuyên gia, lãnh đội và bác sĩ. Đây là lực lượng thành viên đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games đông nhất tại những kỳ đại hội tổ chức ở nước ngoài. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham dự 31 môn trong tổng số 38 môn thể thao, 446 nội dung trên tổng số 608 nội dung của SEA Games 32.